Xin chào quý khách, hôm nay Dung muốn bàn hướng dẫn sử dụng máy HP07 mẫu 2023. Sau khi cắm điện xong, bật công tắc nút xanh trái ha, có nghĩa là hoạt động. Nút đỏ này là nút tắt mở. Trên cùng là banh xuống nhanh hay chậm, đồng thời có nghĩa là banh nó sẽ ga nhanh hay chậm. Để chính thì banh nó nhanh ha, để xuống thì nó sẽ banh nó ga chậm hơn, có thể banh chậm hơn. Thứ hai là banh cái đầu quay sẽ quay với biên độ ít như để số 2 ha, và tăng lên sẽ biên độ nó sẽ rộng ra, số 9 biên độ nó sẽ rộng ra, giảm xuống thì biên độ nó quay của cái đầu này nó sẽ giảm xuống, nó sẽ ít lại. Cái này là sẽ lên motor trên quay ha, còn cái này sẽ dưới motor dưới quay. Nếu motor trên mình cho nhiều, motor ít sẽ ít hơn thì motor trên nó sẽ đẩy bóng ga xoay lên nó sẽ nhiều hơn. Nếu motor trên mình giảm xuống, motor dưới mình sẽ tăng lên thì nó sẽ xa xoay dưới nhiều hơn. Mình sẽ nếu mà cái đầu này cho ngừng lại á, ở vị trí nào thì mình để số 0 ha. Dù giả sử bên kia mình cho hướng qua bên kia mình để số 0 thì nó sẽ đứng lại. Rồi. Nếu mình ngẩng cái đầu lên thì mình ở đây nó sẽ có nút dặn ha, bên hông nè, mình sẽ dặn cái nút này cho nó chỉ lên hoặc là chỉ xuống tùy mình. Đồng thời khi mình dặn cái xoáy, nếu mình qua xoáy này thì nó ngã lạng qua trái, qua phải ha, mình lạng qua trái này là để nó bắn ra. Khi mình kết hợp với xoáy ngang thì mình lạng cái này thì xoáy lạng qua phải ha, chỗ này sẽ lạng qua trái. Nếu motor trên quay nhiều hơn, ra xoáy lên nhiều hơn. Nếu motor dưới sẽ nhiều hơn thì xoáy dưới sẽ xuống nhiều hơn. Đây, xoáy lên, xoáy xuống. Quay qua, quay lại. Tắt mở. Cái này là banh ga nhanh hay chậm. Cái này là quay, đầu quay qua quay lại. Xoáy lên, xoáy xuống. Cảm ơn quý khách đã xem.